Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bài học về debugging với công cụ Eclipse. Đây là phần bài học quan trọng mà giúp các bạn dò tìm những lỗi logic phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm. Phần bài học này sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức để hiểu debugging là gì và giúp cho các bạn sử dụng Eclipse để debug chương trình viết bằng ngôn ngữ Java. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các bài giảng trong toàn bộ phần này để cùng hiểu rõ hơn về debugging và cách chúng ta debug chương trình với công cụ hỗ trợ là Eclipse. Đây là tổng quan về kiến trúc trong phần bài học này. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu debug là gì, các đặc trưng của debug trong Eclipse, cách chúng ta bắt đầu một breakpoint trong Eclipse và từng bước tiến hành debug với chương trình như debug step into, step over, watcher để chúng ta nhìn trực quan về lỗi và cách chúng ta sử dụng comment cho một blog post. Ngoài các phần lý thuyết như trên, các bạn cần phải làm các bài tập thực hành, hoàn thành các bài kiểm tra và các bạn phải tham khảo các tài liệu liên quan nếu có. Trong phần bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về debugging hay còn gọi là debug. Thì thuật ngữ debug được dùng để chỉ cho việc tìm và sửa lỗi trong máy tính hoặc trong các chương trình của máy tính. Ngày nay, thuật ngữ này thường được dùng để chỉ các lỗi lập trình do con người tạo ra trong quá trình phát triển cũng như quá trình chạy chương trình. Có một câu chuyện khá hấp dẫn như sau. Khởi điểm thì lỗi lại đến từ một chú bướm đêm tháng 9 năm 1947 sau khi tìm hiểu tại sao chiếc máy tính Mark II của Hải quân Mỹ được đặt tại trường Đại học Harvard bất ngờ dừng hoạt động. Các kỹ sư đã tìm thấy một chú bướm đêm đậu trên một bảng mạch của máy tính và làm cho cả hệ thống ngừng hoạt động. Chúng ta biết rằng máy tính lúc đó là một cỗ máy to bằng cả một văn phòng, chứ không nhỏ như chiếc laptop mỏng nhẹ như bây giờ, nên chú bướm đêm kia mới có thể đậu trên bảng mạch được. Người đặt ra thuật ngữ debug hay còn gọi là debugging là Gray Hopper. Bà sinh năm 1906, mất năm 1992. Bà là một trong những người đầu tiên lập trình trên máy tính Mac 1 và là người đầu tiên viết chương trình biên dịch hay còn gọi là compiler cho ngôn ngữ máy tính. Quay lại vấn đề, thông thường muốn sửa một lỗi nào đó, trước hết ta phải tìm hiểu lý do khiến nó bị lỗi. Một khi đã biết được nguyên nhân lỗi rồi, ta sẽ nghĩ ra cách giải quyết. Trong Eclipse thì có hỗ trợ sẵn công cụ để chúng ta có thể debug lỗi trên chương trình của mình. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Eclipse để debug trong các bài học tiếp theo ở phần sau. Như vậy, chờ chúng ta đã kết thúc cái phần tìm hiểu về debugging cũng như sử dụng công cụ Eclipse để debug chương trình. Tôi xin tóm tắt một số nội dung chính cho toàn bộ bài giảng như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm debug. Debug chính là quá trình tìm lỗi và khắc phục lỗi cho chương trình. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về cách thức sử dụng Eclipse để debug chương trình. Đầu tiên thì chúng ta muốn khởi tạo một quá trình debugging. Chúng ta ấn phím 11. Để tạo breakpoint thì chúng ta ấn phím Ctrl Shift B. Breakpoint có tác dụng là để đánh dấu điểm bắt đầu để debug. Chúng ta cũng có khái niệm là debug step into, tức là chúng ta sẽ đi sâu debug vào chương trình con, và step over, chúng ta đi debug từng dòng trong chương trình. Với debug step into chúng ta sử dụng phím F5, với debug step over chúng ta sử dụng phím F6. Tiếp theo, chúng ta có khái niệm là debug step return, tức là chúng ta quay trở lại chương trình chính trong khi chúng ta đang debug ở trong chương trình con. Chúng ta ấn phím F7 và để xem các biến chạy trong chương trình thì chúng ta có màn hình watcher hay gọi là màn hình variable. Phần cuối cùng ở đây là chúng ta giới thiệu về comment block. Comment block là chính để đánh dấu chúng ta muốn comment một đoạn code hoặc một đoạn chương trình. Chúng ta sử dụng phím control cộng với một dấu sược phía trước. Đây là toàn bộ cái nội dung trong phần bài giảng về debugging trong Eclipse. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài giảng.